À, dạ vâng, số phụ kiện PCB Tú Anh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Thì ngày hôm nay sẽ lên cho anh em hai khẩu PCB FX giá rẻ, giá sinh viên. súng ống thì chưa bao giờ rẻ đến vậy có nhé. Đây là anh em nào có ý định mua, ý định chơi à, qua cái dòng FX này thì có thể tham khảo qua video ngắn của em ngày hôm nay. 4 triệu 900 nghìn, anh em sẽ sở hữu cho mình một khẩu PCB FX bắn băng đạn 11 viên có nhé. Đấy thì anh em nào mà xem video có nhu cầu hoặc quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia để mua bán các nhá lưu ý là anh em mua bán thì gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn zalo thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm các nhá đấy em quan tâm đến cây nào hoặc sản phẩm nào thì inbox gọi điện trực tiếp cho bên em để bên em có thể tư vấn cho anh em thêm đấy em đừng mua súng ống này thì tốt nhất là đừng có ngại nhá em cứ gọi điện đi bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em đấy có thể là anh em chưa chưa đủ điều kiện mua thì em cũng có thể tham khảo tham khảo khi nào đủ điều kiện thì mình có thể lên lắp ráp cho mình một cây đấy thì ở bên em sẽ lắp ráp cho anh em thì bên em chỉ nhận qua hình thức đó là lắp ráp test chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây cho anh em đối với dòng FX này không gửi ship nhá bởi vì dòng FX này thì mà gửi ship ấy, nhớ anh em gửi về là không biết cách lắp ráp này không biết căn chỉnh rồi chỉnh van điều, điều áp các kiểu nó không chuẩn nó xoa so búa đập nó không chuẩn xong rồi không chơi được xong rồi gửi đi gửi lại rất chưa mất thời gian nhờ anh em là gửi đi gửi lại gửi shipper xong rồi gửi đi gửi lại về shop lắp ráp xong rồi đến lúc gửi xong lại nhận xe đấy mất tiền cước rất chi nhiều nên là khuyên thật anh em nếu mà lần đầu chơi xuống này thì tốt nhất là nhận xe bởi vì gửi xe thì nó thật sự là rất chi an toàn ấy anh em ra tuyến đường huyện tuyến đường quốc lộ nhận hàng nhận hàng thì anh em thanh toán tiền qua nhà xe vẫn hỗ trợ anh em là kiểm tra hàng rồi thanh toán đấy nhà xe đưa hàng anh em thanh toán tiền thì là giao dịch thành công đấy khi đi uh, nhận hàng thì anh em cứ cầm sẵn cho mình một cái dao con dao mỗi kéo hoặc là thậm chí nữa cầm sẵn một cái bao thì uh, hàng uh, nhận xong là kiểm tra thì anh em có thể cho vào cái bao đấy mang về đấy. quay video lại trong quá trình bóc hàng thiếu phụ kiện gì hay thiếu linh kiện gì thì bên em sẽ bảo hành cho anh em và các bác đấy như anh em là muốn chơi muốn mua nhưng mà vẫn sợ là lừa đảo nói thật anh em là em bán hàng trên kênh ưu bao năm rồi Đấy, không phải bán hàng một hai ngày số điện thoại chính tên chính chủ đấy lên anh em mua bán thì cứ tìm hiểu và tham khảo các bác đấy còn những cái đơn vị bán hàng mới thành lập hay như nào thì anh em anh em bị lừa rồi lừa 100 200 300 anh nào bên em không biết và anh em có thể tìm hiểu ấn vào phần video ấy. có những cái video đăng tải cách đây 25 3 năm đấy số điện thoại thì chính chủ mà anh em còn không tin tưởng này kia nữa thì mua bán cái gì đúng không đấy, đồ thì đồ nhạy cảm nhưng anh em lại có muốn bắn thử xong mới giả tiền trong khi là uh, có uh, video test tâm gửi qua Zalo. Đấy, còn không tin nữa, gửi chính đáng ví dụ như bảo là cây này của anh T, cây này của anh H. Uh, em làm video test tâm đây, cây của anh đây. Đấy. Uh, anh xem có đúng cấu hình, đúng cây anh đã đặt chưa? Mà còn không tin tưởng nữa thì anh em tin tưởng cái gì? Đấy. Mua bán thì hàng hàng nghệ cảm thì anh em uh, nói chung là chín bỏ là 10 uh, là xong có gì đâu. Anh nhận hàng về có cây để bắn, đấy, bắn xong thì nếu mà được hàng được mồi thì có thể quay video lại chụp ảnh, gửi cho shop Nếu anh em là về nhận hàng phát là à, đi săn luôn là có mồi luôn, đấy khi gửi đi là sẽ bơm sẵn đầy bình hơi, nên là anh em có thể là săn luôn nhé đấy, còn anh em chơi súng ống này thì vẫn phải sở hữu cho mình một cái bơm còn anh em nào mà có bạn bè chơi rồi thì mình không cần phải mua bơm còn mà lần đầu chơi thì sẽ phải mua thêm bơm nhé đấy, 4 triệu 9 là chưa bao gồm bơm đâu, có tặng kèm đó là một 1 kẹo trì gồm 3 hộp như thế này đấy và một băng đạn đi kèm đấy và uh, bơm thì anh em sẽ mua thêm nên là anh em lưu ý nhé đấy mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua hai số kia để tư vấn hoặc mua bán đấy uh, bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và sản phẩm nhé còn là về quay lại với hai khẩu của ngày hôm nay thì uh, đây là hai mẫu PCB FX một là FX quy sói này và hai nữa là FX 2 đấy tất cả những sản phẩm này đều mới tinh hết nha các Không phải sản phẩm cũ mà không phải sản phẩm đã qua sử dụng mà là sản phẩm mới. Đấy, rẻ. Nhưng anh em lại cứ bảo là à, rẻ lắp đồ đẻo, này đồ đồ kia. Thì bây giờ rẻ thì chỉ là lắp cấu hình nó thấp hơn thôi chứ không có cái đồ gì là đồ đẻo cả. Đấy quy thì vẫn quy như vậy, van vẫn van loại van xịn, khớp vẫn vậy. Đấy chỉ là lắp cái bình là bình nhôm. Giảm thì vẫn là giảm như thế. Đấy, cành thì có thể là lắp cành loại hai Đấy nhưng mà vẫn bao chơi cự ly là 50 60 m cho anh em chơi chứ không phải là cây rẻ mà lắp đồ đẻ của có nhá. Đồ ở đây là cái đồ rẻ tiền, đồ rẻ. Anh em kiểu hình dung ra kiểu những cái xe máy ấy. Bây giờ một cái con xe máy quay quay âm pha thì nó 20 triệu. Con SH thì nó 100 triệu. Đấy. Thì vẫn có thể đi được mà vẫn có thể là chơi được. Đấy, chơi như khi mà chơi ở cự ly như một con SH thì có thể là đi 150 km giờ. Còn quay thì có thể là 100 101. Còn đối với dòng súng này thì uh, cây rẻ thì mình có thể chơi ở cự ly gần. Đấy, còn cây cấu hình cao thì cái kính nó sẽ sắc nét hơn thì mình có thể săn mồi được cự ly xa. Đấy. Mỗi người một sở thích, mỗi người một đam mê nhưng không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để mình có thể chơi được cây cấu hình cao các bạn nhé Đấy. Nên anh em có điều kiện kinh tế ở phân khúc tầm nào thì mình sở hữu cho mình một cây tầm như vậy để trải nghiệm cái niềm đam mê săn bắn của mình. Đấy. Thì mã 79 là 4.900 thì anh em sẽ là một cấu hình đó là có một quy sói này bán gốc giúp cho ai này đấy van cờ đi kết khớp ngàn này bình ôm 0.35 ba đế bằng anh em nào muốn bình lớn thì báo sốt xong sẽ là bình lớn là bình 045 sẽ dài hơn nhá giảm âm sliper ôm cành cành thì uh, hiện tại ở cây này đang nắp đó là cành tk cao công uh, bản 10 không tuyến cũng có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm chiều xà lung nhá dài 20 inch em nào muốn ngắn gọn thì báo sốt sẽ làm ngắn gọn cho anh em đấy cái ngắm đi cover đi hàng vtg 3 9 đến 40 AC hoàn thiện một cây như thế này là 4 triệu 900 ngàn cho anh em đấy có tặng kèm một băng đạn và một kem cạo trì cho anh em đây đấy bán này thì gấp ra rút vào nhá đấy ok chưa tiếp theo nữa là mã 80 mã 80 này thì là 5 triệu 900 anh em nhé đấy mã 80 5 triệu 900 thì anh em sẽ là một cấu hình đó là một bộ combo QK2 cái dòng QK2 này thì nó sẽ đắt tiền hơn dòng quy xoáy đấy bởi vì dòng quy quy cải tiến nhá còn sụp cho toàn bấm này bán rút rút cho A này uh, van cờ đi kết khớp xếp 1 ngàn Bình thì vẫn là bình uh, nhôm 0.35 đế bằng Đấy, Bình van khớp thì nó vẫn là uh, cùng một cấu hình Đấy giảm vẫn vậy Cảnh thế coi nhé Khác đó là kính này Thì không số kính nó sẽ cao hơn Là 3 12 42 AOC Thì kính thông số cao thì nó sẽ đắt tiền hơn dòng kính thông số thấp này Đấy Và hơn nữa cái quy K2 thì nó sẽ đắt tiền hơn dòng quy xoáy Nên là cây 80 Nó sẽ có giá là 5 triệu 9 đấy giảm thì vẫn giảm slapper cành vẫn cành tk hồng công đấy hoàn thiện một cây như này là 5 triệu chín trăm cho anh em đấy thì giá cả ở đây thì cũng chưa bao gồm phí cước phí vận chuyển nhá anh em ở miền bắc thì hỗ trợ thêm 300 trăm ngàn tiền cước ví dụ cây này thì 5 triệu hai còn cây kia là sáu triệu hai đấy có anh em ở miền nam thì hỗ trợ thêm 500 trăm à, có anh em không hỗ trợ tiền cước thì shop sẽ tặng cho anh em đó là một hộp đạn trì như thế này đấy còn hỗ trợ thì shop sẽ tặng cho anh em một cân đấy ok cho anh em Đấy, có anh em nào có nhu cầu mua bán thì liên hệ trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại kia nhá đấy thì video ngắn ngày hôm nay xin phép anh em bác kết thúc đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé